Chuyển sang những thông tin quốc tế trong chương mục cuộc sống bốn phương. Một bộ trưởng trong chính phủ Serbia vừa lên tiếng chỉ trích Hungary trước hành động xịt vòi rồng và hơi cay vào người di cư ở biên giới với Serbia. Trước đó, ngày 16 tháng 9, cảnh sát Hungary đã gây bất bình dư luận khi trấn áp mạnh tay hàng trăm người di cư. Khoảng 300 đặc nhiệm TIK, lực lượng bán quân sự của Hungary, xịt nước và hơi cay vào người di cư khi họ đang cố gắng chui hoặc nhảy qua hàng rào dây thép gai ở thị trấn Hokos, giáp biên giới với Serbia. Bộ trưởng Lao động Serbia cho biết, hành động này là không thể chấp nhận được. Nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi hơi cay từ phía cảnh sát. Xe cứu thương đang tới hiện trường, hiện chưa rõ bao nhiêu người bị thương. Những người di cư bị chặn lại tại biên giới Hungary đang chuyển hướng sang Croatia. Trong khi số còn lại thì tuyên bố tuyệt thực cho đến khi nào giới chức của họ vượt qua biên giới.